Hôm nay chú Tân hướng dẫn chi tiết cách rút căm xe Honda. Các bạn chọn căm 18 cây căm đầu dài và 18 cây căm đầu ngắn. Các bạn xỏ bên trong xỏ ra là cây căm đầu dài và xỏ chừa lại một lỗ, cách một lỗ. Rồi sau đó các bạn xỏ ở ngoài xỏ vô là cây căm đầu ngắn. Nhớ là cái đùm sử dụng rồi thì mình xỏ theo cái lằn của cái đùm đã xỏ cho nó đẹp nha các bạn. Rồi mình bắt chéo 4 cây nha. Cây trên là làm trên, cây dưới làm dưới. Rồi mình lật cái niềng lên, mình chọn hai cái lỗ mà nằm trên á, bỏ một lỗ và hai lỗ nằm trên đối với nhau, mình bắt vô trước, xong rồi tiếp tục là những cây kế tiếp cũng y vậy. Rồi mình lật lại là những cái lỗ còn trống trở lại đó, mình cũng lựa hai cây chéo 4 cây và mình bắt như vậy thì nó hoàn chỉnh một cái bánh. Tiếp theo là mình đưa lên bằng cân, mình cân các bạn kỹ thì nhỏ nhất vô cái đầu căm, mình bắt cho nó nhẹ và dễ dặn như các bạn. Tuy nhiên lúc bắt thì nó hơi chật, nó dướng tay nhớt, nó cũng hơi bị khó thao tác. Nhưng mà vậy là chất lượng hơn. Các bạn siết lần lượt 1 đến 2 găng, từ từ cho nó đều căm hết. Rồi mình chỉnh cái độ tròn trước nha các bạn. Sau đó mình chỉnh cái độ méo qua méo lại. Rồi mình chỉnh cho nó tương đối. Rồi mình cũng chỉnh cái vòng tròn luôn, đồng tâm á. Rồi kế tiếp á là mình chỉnh hai bên, chỉnh cho nó đều xong rồi. Mình thấy căm mà nó còn hơi trùng á thì mình tăng lên nửa găng đều hết. Nếu còn trùng nữa mình tăng lên nửa găng nữa. Rồi mình tiếp tục mình chỉnh cái độ quanh qua bên lại. Ok nha các bạn. Trong quá trình bắt đôi khi có những cái căm mình siết hơi lố tay thì mình xả ra để cho nó cân đều lực nha các bạn. Khi mà nó đều hết rồi mình cảm giác mình lấy cái đồ bắt căm mình gõ nó kêu bon bon vừa phải là ok. Còn đôi khi có những lúc các bạn bắt thẳng quá thì nó dễ gãy, hoặc bắt dùng quá thì nó dễ quan. Đó là tùy theo kinh nghiệm của mỗi người thợ khác nhau. Chúc các bạn thành công nhé.